Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Mão tháng Canh Dần năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ tan tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Vài ngũ hành ngũ hành ninh mệnh đại khê thủy ngày ất mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại khê thủy kỷ tuổi kỷ dậu đinh dậu ngày thổ hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tốt tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tí, hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ dậu đinh dậu tan mùi tan xỉu tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về sao tốt trong ngày gồm có sao thiên quý tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới, khai trương, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao thiên địa chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang có điểm báo có sự vô lẽ có thể vì không hài lòng với ý kiến của một người lớn tuổi nào đó mà đã vô tình thể hiện sự bất kính với họ có thể đó là việc bạn không muốn đâu, bạn nên hạn chế tình huống đáng ngại này càng sớm càng tốt bằng việc kiểm soát lời nói của mình trong ngày hôm nay thật tốt. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, nhân khi có được thực thần chiếu mệnh với bạn tuổi Tý, có thể bất cứ kế hoạch nào mà bạn đang ấp ủ thì bạn nên triển khai thực hiện ngay. Đây là cơ hội tốt để tương tác với mọi người. Bạn hãy gửi mail và trò chuyện qua điện thoại, chia sẻ những kế hoạch và lắng nghe sự đóng góp Uh, của mọi người nữa nhờ thế mà bạn sẽ có được một ngày làm việc thực sự hiệu quả và ý nghĩa. Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh dự báo cho những mối quan hệ của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, kể cả chuyện tình cảm của bản mệnh khá chỉ là thuận lợi, không có vấn đề gì khiến cho bạn phải lo lắng cả. Thậm chí có nhiều cặp đôi còn nhận ra lúc này hai người đang rất tâm đầu ý hợp với nhau nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 có những chuyện bạn chẳng thể tâm sự cùng với ai tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996 đừng có so sánh chuyện hiện tại với quá khứ, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, sinh năm 2008, có những niềm vui nho nhỏ bạn muốn chia sẻ cùng với người thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, sinh năm 1960, có sự cô đơn bạn không thể giải thích nổi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, sinh năm 1972, vấn đề gặp phải hôm nay không quá khó như bạn tưởng tượng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi xỉu thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi xỉu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi xỉu bạn đang có được những gợi ý trong đời sống sẽ trở thành cảm hứng cho bạn trong ngày khi bạn đã gặp được thiên ấn xuất hiện chưa chở cho bạn và với bà tuổi sửu hãy tự tin khi chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận của mình và lắng nghe những phản hồi của những người xung quanh nữa đây là ngày để kết nối chia sẻ và đón nhận những điều tốt đẹp đến với bạn trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác dự báo cho bạn đang có những sóng gió có thể xảy ra trong mối quan hệ của hai bạn Đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể nhận về sự thờ ơ, lạnh nhạt của người đang vừa mới tỏa ra nhiệt tình, săn đốn bạn, khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng nữa. Và với bà tuổi sửu bạn đừng có buồn vì thực ra lý do không phù hợp chứ hoàn toàn không phải là vì bạn yếu kiếm. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi sửu nếu hôm nay bạn mạnh đi đâu thì nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hị thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được những vận may và tránh được thần ác làm ảnh hưởng tới công việc của bạn trong ngày. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, sinh năm 1985, tính khí thất thường, dễ nội nóng, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, sinh năm 1997, không giữ được sự kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, sinh năm 2009, có dấu hiệu làm việc quá sức, ảnh hưởng tới tinh thần, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, sinh năm 1961, tránh bàn luận về chuyện cá nhân quá nhiều tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc sinh năm 1973 không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp được ngày có tam hội phù trợ mang lại cho bạn có được những chỉ dẫn giúp cho bạn điều hướng được cảm xúc của mình thật tốt trong việc duy trì mối quan hệ có những việc khi bạn tiếp xúc và hiểu tình huống của một người nào đó hơn bạn sẽ có được những đánh giá chính xác hơn mang lại hiệu quả cao hơn cho bạn và vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn liên quan tới những rắc rối về tiền bạc bạn tuổi dần có được sự thuận lợi hanh thông hơn trong vận trình của mình nếu như bạn cần sự giúp đỡ của ai đó thì bạn có thể nhờ họ trong ngày hôm nay vì cơ hội được giúp đỡ sẽ rất cao với bạn và trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm thường xuyên cảm thấy khó thở thậm chí có người vì lo lắng nên nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi và với bà tuổi dần hãy lắng nghe cơ thể mình để tìm ra những biện pháp chữa trị phù hợp đừng quá tin tưởng vào người nào đó không hiểu về bạn. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, sinh năm 1974, đừng có thúc ép người khác, hãy để cho mọi thứ thay đổi từ từ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, sinh năm 1986, hãy tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của bạn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, sinh năm 1998, đừng có ép ai đó phải làm theo ý của mình. Tử vi tuổi canh dần, thuộc Mộc sinh năm 1950 có những điều khi tỉnh Mộc sẽ mang lại cho bạn nhiều bài học. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc Kim sinh năm 1962 bạn nhận được sự đồng cảm từ người nào đó trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, à, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu tiền bạc của bạn rụng rỉnh trong tay, thoải mái trong việc chi tiêu khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài chia chở cho những kế hoạch liên quan tới việc gia tăng thu nhập cho bản mệnh. Tuy nhiên, để tránh tiêu xài hoang phí thì với bà tuổi Mão nên tập trung vào các cách để gia tăng thu nhập về tiền bạc và chúng nên có tính nhá, thử thách hơn một chút nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng nhắc nhở bản mệnh tuổi mão nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình nhất là thời gian đang có dịch bệnh càng phải gia tăng sức đề kháng cho bản thân bằng mọi cách để có thể à, sức khỏe của mình được tốt hơn Bạn nên nhớ rằng Phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh Đừng có để cho bản thân mình Phải rơi vào tình huống khó khăn Vì sự thiếu hiểu biết của bản thân và xem tử vi trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mão ạ cũng cho chúng ta thấy là hôm nay là ngày 25 tháng riêng năm tân sửu ngày này nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và tốc dương minh vị kinh vì vậy bạn mệnh tuổi mão nên nhớ là tránh làm sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975 cần phải cẩn trọng với từng việc mà mình làm. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa sinh năm 1987 tài chính được ổn định là mục tiêu bạn cần phải hướng tới. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên chủ quan với những kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc sinh năm 1951 khả năng thích ứng. Thích nghi lúc này là rất cần thiết với bạn. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, sinh năm 1963. Nếu còn cảm thấy mơ hồ thì đừng có vội khẳng định. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ hai này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp ngày có ngũ hành tư hại. Cái điều này khiến cho bạn đang buộc mình vào những mối quan hệ mà nửa bên kia không thực sự hào hứng. Ngày hôm nay, bà tuổi thìn hãy nới lỏng sợi dây kiểm soát và cho bản thân mình lẫn đối phương sự tự do, không chừng, hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi ban đầu của hai bạn mọi mối quan hệ đều cần có không gian riêng nữa mà bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tử thìn lại đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ cái điều này làm cho bà tử thìn đang trở thành cầu nối cho tất cả mọi người đến với nhau thế nên với bà tử thìn cần phải mở lòng mình hơn hãy thân thiện hơn với đám đông với sức hút hấp dẫn tự nhiên mà bạn đang có không khó khăn trong việc chinh phục được những ánh nhìn, những sự quan tâm của mọi người nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, không tốt cho khía cạnh về tài chính của bản mệnh. Hôm nay với bạn tuổi thìn nhất định phải cẩn trọng với các vấn đề liên quan về tiền bạc. Với những ai muốn gia tăng thu nhập thì cũng đừng có vội vàng nghe theo ai đó mà đầu tư hay là kinh doanh trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sinh năm 1964 tránh bị ai đó làm thay đổi ý định ban đầu của bạn. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 công việc trở nên ổn thỏa hơn khi bạn tỏa ra rất khoát. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 tránh chi tiền cho những sở thích nhất thời. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940, đừng có chỉ nhìn mặt tiêu cực của vấn đề. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 và 1952, hãy chỉ giữ những kỷ niệm đẹp còn những thứ khác nên bỏ qua. Và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ 2, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Và trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có chính quan nhắc nhở bạn cần phải hướng tới mọi việc với cái nhìn thực tế rõ ràng hơn trong ngày hôm nay thay vì đầu óc để trên chín tầng mây khi bạn tỉnh táo bạn có thể xử lý mọi công việc một cách hiệu quả rõ ràng nhất có thể minh bạch giữa việc công và việc tư cũng là một cách để cho bạn có được một ngày giá trị Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bạn mệnh. Nếu như bạn đang có ý định tín xa hơn trong mối quan hệ hiện tại thì có khá nhiều điều kiện thuận lợi hậu thuận cho bạn rất nhiều nữa. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa sinh năm 1965, của quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977, nên tránh việc đánh đồng mọi người như nhau. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 có người mang lại cho bạn một cơ hội tốt tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 và 1941 à, sức mạnh của sự tập trung lúc này là cần thiết tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 nên sớm xác định mục tiêu và con đường để tránh lãng phí nguồn lực về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với những kế hoạch mà bạn tuổi ngọ đã cố gắng sắp xếp từ trước sẽ dễ bị đổ vỡ có nhiều việc không như ý xảy ra khiến cho bạn trở tay không kịp và với bà tuổi ngọ hãy xem xét lại những bước những người mà bạn tưởng như là an tâm nhất nhưng lại phạm lỗi ngay từ khi mình chủ quan. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cũng đa gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh dự báo có những mối họa nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn mà bạn không hề hay biết. À, bạn tuổi ngọ điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải kiểm soát những mong muốn tức thời hướng tới những giá trị hạnh phúc về lâu dài bền vững cho đời sống của mình tuy nhiên vận trình ngày thứ hai này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh đây là tín hiệu tốt và khá lạc quan cho tình hình về tài chính có dấu hiệu xa suốt của bạn trong thời gian vừa qua lúc này bạn nên tập trung để cố gắng hòa vốn là tốt rồi đừng có tham lam quá mà lại mất nhiều hơn nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954 có động lực để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Từ vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, sinh năm 1966, tránh thực hiện những việc quan trọng dựa vào sự hiểu biết mù mờ. Từ vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, sinh năm 1978, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Từ vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, sinh năm 1990, tài chính có khởi sắc nhờ sự nỗ lực bấy lâu. Từ vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, sinh năm 2002 và 1942, có kẻ đang giả dạ vờ, lấy lòng bạn để lợi dụng sự sơ hở. Về đánh giá của bạn Tử ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi, xuyên tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi đang rất có lợi về khía cạnh tình cảm trong ngày hôm nay nếu như bạn muốn ghi điểm với ai đó thì đừng có ngại dành cho họ những lời có cánh. Hạn nhìn cũng đừng có biến mình trở thành kẻ nịnh bờ, chỉ cần vui vẻ, cười mở trong khi giao tiếp, như vậy là rất tốt rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, sự tò mò không giới hạn của bạn sẽ đem đến cho bạn tuổi mùi có được cơ hội để khám phá. Và bạn có thể muốn dành nhiều thời gian để đọc hoặc là tìm hiểu về những miền đất mới mỉ nơi chính con người mình, lận thế giới xung quanh bạn nữa. Hẳn nhìn, sự tò mò cũng có tác động có hại nhất định của nó, tuy nhiên ít lợi hơn cả là bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về đời sống và có thêm ý tưởng hay ho cho chính mình. À, tính phiêu lưu cũng là một điểm mạnh giúp cho bạn tuổi mùi dễ dàng được khuyến khích để trải nghiệm và sáng tạo. Về tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc Kim, sinh năm 1955, tình duyên vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc Thủy, sinh năm 1967, công việc tiến triển tốt được cấp trên ưu ái từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sinh năm 1979 gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, sinh năm 1991, nên có trách nhiệm cao với công việc, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, sinh năm 2003 và 1943, đừng có do rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi thân trước khi bắt tay vào công việc mới thì nên cố gắng giải quyết triệt để những công việc cũ. Đừng có ôm đồm quá nhiều mà bạn sẽ phải hối hận vì quyết định này. Đây cũng là ngày mà với bạn tuổi thân nên thận trọng một chút trong khi hành xử, tránh sự hấp tấp vội vàng có thể khiến cho bạn mắc phải sai sót, bỏ quên những đồ quan trọng nữa. Trong ngày này với bạn Tử thân cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, dự báo về những khó khăn trong giao tiếp, chuyện tải ý tưởng khiến cho bạn gặp rắc rối về khía cạnh tình cảm. Bạn tránh nói lớn tiếng khi ai đó hiểu lầm ý của bạn khiến cho sự việc đi quá tầm kiểm soát trong ngày hôm nay thiêu nhị tập bát tú thì rất tốt cho những việc như là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào giếng, khai mương rạch, ký kết hợp đồng, làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì vậy, bạn có thể ưu tiên thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 kiểm soát cách hành sự của mình cho phải phép tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956 chớ bắt người khác phải gánh chịu những tức giận bực dọc của mình tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968 Cần phải có kế hoạch tốt hơn cho những dự định sắp tới. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, sinh năm 1980, nên tập trung, quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, sinh năm 1992, nên có chế độ rèn luyện, không nên làm việc quá sức. Về đánh giá của bà tử thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, bốn sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi Dậu, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu. Cái điều này cho thấy nếu như bạn tuổi Dậu muốn đối phương tôn trọng mình thì tốt nhất là hãy tôn trọng đối phương trước cái đã. Nếu bạn muốn hai phía dành cho nhau tình cảm chân thành nhất thì hãy thành thật trong cảm xúc của mình thay vì sự lộn xộn như hiện tại. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu đang thiếu đi cảm giác tin tưởng những người xung quanh, bạn muốn có khoảng không gian riêng cho mình thay vì những tương tác ồn ào. Bạn chỉ muốn dành khoảng không gian này để suy nghĩ về những mục tiêu cá nhân hay là những công việc đang còn giang dở của bản thân mà thôi. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Dậu có tâm tư thì hãy hướng tới những người mà bạn thân thiết để chia sẻ với họ thay vì cứ giữ mối bận tâm ở trong lòng hãy nhấc máy lên và gọi điện cho ai đó mà bạn yêu quý bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy sinh năm 2005 và 1945 thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu suất bị giảm sút từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ sinh năm 1957 rơi vào trạng thái mông lông không biết làm gì tiếp theo từ vi tuổi kỷ dậu Thuộc thổ, sinh năm 1969, tình cảm nhiều trục trặc, đối phương thường xuyên ghen tuông. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc Mộc, sinh năm 1981, nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc Kim, sinh năm 1993, đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tốt xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp hỗ trợ cho nên bạn tuổi tuất đang cảm thấy dễ hòa hợp hòa đồng với mọi người hơn và ngày hôm nay là thời điểm bạn tuổi tuất nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ người có uy tín nhớ là đừng có làm cho họ thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tử tốt, đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn đang có được những đầu mối về thông tin quan trọng, đặc biệt liên quan tới những việc mà bạn cần phải xử lý. Thế nên, bạn hãy lắng nghe những thông điệp mà tiềm thức mách bảo bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, nhất là khi rơi vào một tình huống khó nào đó. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tốt đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi tốt nên cẩn trọng với tiền bạc, tránh sơ hở, dễ bị trộm cắp, mất tiền. Hơn nữa, bạn chớ nên quá tin tưởng vào ai đó mà cho vay mượn về tiền bạc trong thời điểm này. À, rất dễ mất cả tiền lẫn tình cảm nữa. Vài tử vi tuổi giáp tốt thuộc họ sinh năm 1994 tránh việc suy nghĩ quá nhiều, đánh mất đi cơ hội tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, sinh năm 2006 và 1946 nên biết trân trọng những ai đã giúp đỡ mình nhiệt tình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, sinh năm 1958, công sức của bạn được ghi nhận và mang lại động lực cho bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, sinh năm 1970, nên phân biệt rõ điều mình muốn và điều mình cần. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc Thủy, sinh năm 1982, có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm đi trước mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mạo mùi phù trợ, cái điều này mang tới hy vọng cho bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang còn độc thân cũng sẽ mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của ai đó. Còn đối với những cặp đôi đang có những kế hoạch xa hơn trong chuyện tình cảm của mình và bạn đã có những nền tảng vững chắc cho dự định của bản thân mình nữa rồi. Với bạn tuổi Hợi, quan điểm về tương lai sẽ góp phần quyết định cuộc sống của bạn, nếu như bạn có thái độ thờ ơ hay là phụ thuộc dưới tác động của thương quan chiếu mệnh, bạn sẽ thấy rằng mình mất đi động lực, mất đi quyết tâm. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, nếu như bạn xác định cho mình những mục tiêu cụ thể trong tương lai, thì mọi giờ phút bạn làm việc đều mang một ý nghĩa nhất định. Và đã đến lúc bạn cần phải lập cho mình một nhịp bước thích hợp và nỗ lực để đạt được những thành tiệu giá trị cho bản thân mình về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995, tránh dành nhiều thời gian cho những người tiêu cực từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sinh năm 2007 và 1947, bạn chẳng thể giúp ai đó hiểu biết bằng những lời khuyên từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959, hãy điều chỉnh để thích nghi hơn với hoàn cảnh hiện tại từ vi tuổi tân hợi thuộc kim sinh năm 1971 phải nhớ là luôn tìm cách để học hỏi nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, sinh năm 1983, tình duyên xuân sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu nâu, quý nhân phù trợ, túi dần, túi ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.